Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên Trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn trên thị trường từ chính những giao dịch của bản thân mình trong suốt nhiều năm qua ở trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và thấy rõ được các giá trị giao dịch thực tế này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có một thứ giá trị duy nhất, đó là dễ mất tiền, đơn giản là chính bản thân các bạn sẽ phải tan ra bại sản trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư phải hiểu rằng không có chuyện á quân Forex thế giới, pro trader hoặc là chuyên gia Forex hoặc thầy dạy Forex hoặc là bất kỳ một ai hay là nhà một kênh YouTube chia sẻ về kiến thức hay là một diễn đàn Forex nào chia sẻ cho chúng ta bất kỳ một phương pháp nào trên thị trường mà không chịu chứng minh về chính những giá trị giao dịch thực tiễn ở trên thị trường từ chính những tài khoản của bản thân họ sâu phun trong suốt nhiều năm qua ở trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chính là kẻ bịp bợm và lừa đảo ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn nhà đầu tư hãy nhìn nhận vào trong thực tế và hãy hỏi xem tại sao trên thị trường giao dịch Forex này chúng nói rằng bản thân chúng thành công, chúng nói rằng bản thân chúng giao dịch được ở trên thị trường, nhưng để chứng minh bằng thực giá trị thực tiễn, sâu phun tài khoản và giao dịch live thực tế để xác minh rõ về những giá trị kiến thức, phương pháp và những giá trị thành công của bản thân chúng thì tuyệt nhiên chúng ta không bao giờ thấy những kẻ này chứng minh bằng thực tế cho chúng ta. Nhà đầu tư phải hiểu rằng đây là mọi giá trị ở trên thị trường mà bản thân các bạn là những người tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này phải yêu cầu những người đứng ra chia sẻ, họ phải minh chứng bằng thực tế, họ phải cho chúng ta thấy rõ về những giá trị này. Alo. À, anh vào phòng 22004 rồi anh ấn chuông nhé. Dạ vâng. Thì bản thân các bạn phải thấy rõ được những giá trị này trên thị trường, không có chuyện bản thân các bạn tham gia vào ở trong thị trường này chỉ là những bánh vẽ về giá trị lợi nhuận. Lợi nhuận có được hay không là phải ở chính bản thân, chính các bạn khi có năng lực thật sự ở trên thị trường. Mà bản thân các bạn để có được năng lực ở trên thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá và phải thấy rõ được toàn bộ những giá trị đó từ ngay từ ban đầu. Họ phải chứng minh, họ phải cho chúng ta thấy rõ được toàn bộ những giá trị vận dụng ở trong thực tiễn để cho các bạn nhìn nhận và đánh giá trong suốt cả một thời gian dài. Dần dần các bạn mới có thể hiểu để mà điều chỉnh, hiểu để mà gì nhỉ? Nhìn nhận, hiểu để mà đánh giá, hiểu để mà gì nhỉ? Tồn tại ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, đi nhanh chỉ có một việc duy nhất ở trên thị trường này sẽ giúp cho nhà đầu tư, đó là tử nạn trên thị trường. Lợi nhuận đâu không thấy, nhưng rất nhiều nhà đầu tư đã phải tan ra bại sản trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy nhìn vào trong thực tế và hãy biết rằng bản thân các bạn làm sao ở trên cái thị trường giao dịch Forex này để mà các bạn hiểu được vấn đề, chứ không phải lao vào trong này cách mù quáng, lao vào trong thị trường giao dịch Forex một cách gì nhỉ, vô lý ở trên thị trường giao dịch Forex. Tôi minh chứng bằng thực tế cho nhà đầu tư thấy rõ để nhà đầu tư hiểu được vấn đề. Nhà đầu tư phải hiểu rằng tài khoản nhỏ còn không vận dụng được thì lấy gì ra để vận dụng tài khoản lớn? Tài khoản nhỏ còn không giao dịch được thì lấy giá trị gì ra để mà tạo được ra lợi nhuận ở trên thị trường? Tài khoản nhỏ còn không giữ được thì lấy giá trị gì ra? Bản thân chính các bạn có thể gì nhỉ, gỡ được lệnh ở trên thị trường giao dịch Forex, chứ ở đó mà nạp thêm tiền rồi nghe bọn chúng nói tư vấn đủ các thứ kiểu, đủ các thứ trò rồi lao vào trong thị trường giao dịch Forex này để với gì nhỉ, vấn đề gọi là gỡ lệnh, đánh còn không xong thì lấy giá trị gì ra để mà gỡ lệnh ở trên thị trường. Đấy là điều tôi chia sẻ, đấy là điều tôi minh chứng bằng thực tế để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Cô ơi, cô mở cửa ra xem.